Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo Moscow có thể buộc phải hạ cấp quan hệ ngoại giao với các nước phương Tây do chính sách thù địch của Mỹ và các đồng minh của Washington. Thứ trưởng Ngoại giao Nga báo cảm giác không bị trừng phạt của phương Tây trên trường thế giới cuối cùng sẽ buộc Nga phải trả đũa quyết liệt hơn nếu tình hình không thay đổi. Thứ trưởng Ryabkov cáo buộc Mỹ giúp lực lượng Ukraine chọn mục tiêu khi sử dụng tên lửa ATACMS tầm xa do Washington cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Tuần trước, 4 người đã thiệt mạng khi những quả đạn con từ tên lửa ATACMS rơi xuống một bãi biển đông đúc ở Crimea. Nga đã triệu tập đại sứ Mỹ ở Moscow sau vụ việc này. Nhà ngoại giao Nga cũng nói rằng việc Mỹ và phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine và nỗ lực tịch thu tài sản của Nga ở nước ngoài đang làm suy yếu các cuộc đối thoại tiềm năng trong các lĩnh vực khác, chẳng hạn như kiểm soát vũ khí.